Đây con ra đọc comment. Đây mọi người comment là mẹ có gầy đi lạc nào. Con đứng con đọc đây. Đọc đó, comment. Đó, thấy bụng nhỏ hơn chút. Nói thật là gì á? Gầy hơn rồi mà nhìn bụng biết gì. Con không chịu chấp nhận là mẹ gầy. Dạ đúng. Đúng như thế nào? Nói cho tôi nghe. Mẹ tay con đang bị ra đó. Nói cho tôi nghe. Dạ đúng vì bụng mà con. Đây mọi người đây. Đây là cái gì mọi người? Đây là cái gì mọi người? Là sao? Ý là con là sao? Đây trời ơi, mọi người phải công bằng cho em là em gầy chưa? Con phải nói cho mẹ biết là con gầy, mẹ gầy chưa? Con gái yêu, con nói một câu một là mẹ sẽ hạnh phúc vô cùng. Mẹ gầy chưa? Con nói thật lòng đi nào. Dạ, mẹ phải sống con mới nói thật lòng. Ờ, cắp qua mẹ. Dạ. Nào. Không biết là con ngồi lên vai mẹ. Gầy chưa? Dạ. Có cưng mẹ không? Để lấy cái lực của cái con. Chiều nay mà, chiều nay là kiếm về ôn tập tiếng Việt nha. Dạ. Con làm với bà với cô Huyền xong bắt đầu con đi bơi được không kia? Không, con đang ho. Sửa xong rồi thì con đang ho kiệt. Bây giờ con bú cũng chưa. Ôi trời ơi. Ê, con vẫn là đau. Ôi trời, đây cả nhà nhìn này. Dạ, ôi dồi ôi, nó sức một cái sức mà bé tí thế này thôi. Dạ. Mà phải. Mẹ phải nói như thế con kia mẹ lại là mẹ bé nhất luôn á. Ờ mẹ không béo, okay. Có một chút xíu à. Bà kêu là bà bị ngã, bà chảy máu. Đùa chứ em cũng nói chung là nỗ lực phết rồi đấy, để cũng đỡ rồi. Mọi người thấy đỡ hơn một tháng trước không? Nói chung á là phải nỗ lực. 3 ngày nay không tập thể dục rồi, 4 ngày nay không tập thể dục. Do là 4 ngày nay đều nhậu. Nhậu xong rồi là uống bia uống rượu mấy chị. Và cái công cuộc của em mà nó gọi là quá là gọi là mặt dày. Không thể gầy được. Đó. Nhưng mà nó cũng đỡ hơn rồi. Mọi người công nhận là đỡ hơn hôm trước không? Nói chung là tại vì là bà Ngọc Thanh Tâm bà đi Mỹ rồi. Cái độ đánh cầu lông của tôi trình độ kém như hai đứa phải chờ nhau. Trời ơi, bọn anh như quá bận rộn với nhau chứ sao rồi. Mấy ngày hôm nay còn quên hùng trà, chán mất đời. À, chị chưa giờ hết kèo nhậu nhá, Vincent Phú. Cái kèo nhậu của chị tối nay là bóc bóc. Em có hiểu không? Cái kèo nhậu của chị tối nay là bóc bóc. Trời ơi, em ơi, chị cũng không phải là chị muốn ăn nhậu nhiều thế này đâu em. Bạn bè chị ở đông ấy mà. Bạn bè chị đông. Mà ai cũng muốn nhậu với chị vì nhậu với chị lần nào cũng phải say. Nhậu với những người nhấc lên đặt xuống ai ta nhậu. Mặc cái quần ghen ra xem này. À tôi sẽ chỉ với bà mặc cái quần ghen. Tôi mới phát hiện ra là nó sẽ nịt tốt hơn. Chờ tôi xíu. Hello Lê Diệu Anh. Đây. Cái gì? Cho anh đăng lãi gì mày? Biến mày Vũ Tuấn Đạt. Đây. Với cái quần này là em chỉ với chị mặc thế này đúng không? Là trước giờ em mặc như thế này. Xong là do cái quần này nó giãn vì cái bụng nó to lên đây, xong là nó giãn ra rồi nó giãn mặc cái quần này 2.5 năm rồi. Bây giờ em chỉ cho chị ha, các chị tiết kiệm không cần mua quần mới. Gập nó xuống đó, ghê chưa các bà thấy tôi ghê chưa, các bà gập nó xuống dùng tôi tiết kiệm nịt gấp đôi. U là trời đó, thấy không, tôi gập xuống gấp đôi bởi vì mấy lần tôi đi xô tôi mặc cái áo dài á, xong là tôi bị hở cái eo. Đó, ok chưa? Chị nào mua quần ghen nhà em này, đấy, gấp đôi, ok chưa, phẳng chưa? Nên đừng có hỏi vì sao mà tôi phẳng. Đó, cái quần này đặc điểm nhá là nó nâng mông như mấy bà. Lại cười cái con Lê Diệu Anh, mày lại cười. Mày thấy chị mày khổ thế này, mày lại cười. Thấy chưa?
Nói chung là em thuộc cái tip là ăn đi cả nhậu nhưng là cũng không biết được nào một lần. Tôi thích cái trò chơi giống này nhưng mà sợ mẹ la nên con đứng tải. Mày không thích con tải đâu. Sợ mẹ la không dám tải là con biết thừa là mày không thích rồi, vì gì phải sợ. Chắc chắn là không tải thế này. Đây bình trà giảm cân. Chuẩn bị ra quán là ăn một tô bún lòng kèm với một chiếc bánh mì đặc sản nổi tiếng Hội An Bà Phượng. Thằng Lạc Việt Quân nó mang từ Hội An về cho ba cái bánh mì. Đó, đây. Úi trời, rớt rớt. Đó, hai viên đốt nỗi bụng. Kệ cuộc đời mấy chị ơi. Béo, béo lâu rồi. Túi chị mập đóng cái này cũng bị lệch luôn. Đó. Chị ơi, quần này em bán có size MLXL. Đít của em 103 mà gọn chưa mấy chị? Mông của em 103 như mấy chị? U là trời. Mấy chị mình ơi. U là trời, đít 103 đây mấy chị. Hôm nay xuống 101. Đây. Hôm nay xuống 101, chị 98 thì bình thường. U là trời. Để em đo xem vòng eo 93 hôm nay bao nhiêu nha mấy chị. Đây. Xem vòng eo 93 của em là qua hai lần bụng. À 103 chứ. Một tháng trước là 103, hôm nay phải 93 rồi. 92 rồi mấy chị. Xem lại clip cái này một tháng đi. Bụng của em 103 hôm nay xuống 92. Quần ghen bụng là 250.000. Em nói mấy chị này, cái nếp của em á, em xuống được có 3kg là em hơi nhục của mấy chị. Bởi vì đầu tháng em nói em phải xuống 5kg. Còn không xuống được 5kg em không live stream thôi em mà mang nhục lần N. Thôi em xuống 3 cân mà nhậu 21 ngày thì các chị cũng thông cảm là có một sự nỗ lực rồi. Ok chưa? Đấy, bụng 103 bây giờ xuống 92. 92 qua 2 quần nha má. Thề cuộc đời không thể tin nổi là có một cái thể loại như mình. Bài bớt cười cho con Đặng Thảo. May phải đánh giá cao tinh thần nỗ lực. Đây này, từ đơn cuối tháng này, lịch nhậu này. Bụng 92 bà mẹ thiên địa. Cái này hôm trước là 87. Trời ơi, 77 rồi. Hôm trước là 87 hay 77, xuống 10 phân bụng đấy. Nhưng mà phải mặc quần ghen bụng sáng đêm. Đi tè gió mệt, mày mỗi lần đi nhậu khốn nạn. Mỗi lần đi nhậu với bà, cởi cái quần này ra, xong cởi quần ghen bụng, xong cởi quần slip. Ui giời ơi. Dạ, phí ship Hà Nội em nghĩ ship code cỡ quá. À, mua hàng lần đầu bên em chuyển khoản cọc nha chị. Bên em không ship code cho khách hàng mua lần đầu. Chị cọc cỡ khoảng 2 quần ghen, chị cọc 100.000 dùm em để tránh bom hàng. Chị nhắn tin vào Facebook bằng livestream dùm em. Trời ơi, em nói thật với chị là đối với các chị có thể xuống 3 cân thịt không là cái gì, nhưng với một con bợm nhậu như em 3 cân thịt đó là phi thường. Các chị phải hết sức hiểu cho một cái loại bợm nhậu nó là phi thường. Cái này em có quần màu đen và quần màu da như mấy chị, các chị mua hai cái, một đen một da mà mặc. Em là phi thường nha. Các chị không tin à? Em nhậu á, là em nhậu gọi là tới số luôn. Tại vì có một số cuộc nhậu của em á là nó dính đến một số người có máu mặt, nên là em không live stream cho chị xem được. Nhưng mà tối nay em nhậu, chị em bóng gió bạn gì của em rất đông, em sẽ live stream cho mọi người xem cái tốc độ uống thần sầu của em một mình chấp 70. Bà mẹ thằng lồn duy hôm trước nó gọi 70 thằng là gọi là seller của bên công ty Julio của nó đến để chiến đấu với em đấy các chị ạ. Nó sẽ chết với em nhưng mà đùa đâu. Đó, Đặng Thảo không có cười. Cười một cái nụ cười đấy của em là một nụ cười chế giễu vì sự nỗ lực của chị. Em nhìn đây này, ngày nào chị cũng 4 viên là ít nhất. Đó. Chị giảm được 3kg rồi Đặng Thảo, mày không thấy cái bụng à?
Em lại không ăn được là xuống cân kinh khủng chị ạ. Toàn phải em phải dùng bổ tí tăng cân để ăn ngủ được Lê Diệu Anh. Trời ơi, ta nói cuộc đời này nha, này tôi mặc, tôi thích mặc cái bộ đồ này thì mẹ mấy con đi, mấy con đi Atifan nó chửi em là gì? Đầu má đi này có bộ đồ mặc hoài. Không phải là em có bộ đồ mặc hoài đâu mấy chị, mà đơn giản là vì cái bộ đồ này nó mát. Mỗi lần em mà đi nhậu ấy, em đi tè nó nhanh, các chị hiểu không? Tụt ra một cái nó lẹ, mặc quần jean cởi ra cởi vô nó rất là mệt. Chứ không phải tôi có một bộ đồ. Trời ơi, có ai mua quần áo sale off của tôi không? Tôi nhiều quần áo chưa mặc lắm. Váy đầm váy ơ toàn size S thở lưng, trong khi người size L. Tôi buồn ghê vậy này. Có bà nào muốn mua quần áo của tôi không? Mà đéo có thời gian để bán luôn. Thật sự ngày xưa thì còn có động lực live stream bán quần áo để xây cầu với mổ mắt cho người nghèo. Giờ đéo có nhu cầu làm từ thiện mà đéo có nhu cầu thu lại vài cái đồng đấy, chán ghê vậy đó. Đấy em khổ lắm mấy chị. Ngày xưa là em cực lực bán túi, bán túi này. Những cái túi em dùng rồi ấy, lúc mà em chưa bán túi phất như bây giờ á. Ngày xưa là em chùm bán túi, bán nước hoa. Fan hâm mộ tặng nước hoa quá trời luôn, bà mẹ có biết đâu. Đâu biết mấy chai nước hoa đắt như vậy. Mình bán nước hoa toàn 900 một triệu, trong khi hóa ra chai đến toàn 2 triệu rưỡi. Bảo sao ai cũng mua. Cả đời không xài nước hoa. Dạo này sang lên một tí rồi, xịt được 2 chai hơi mệt. Với cái chai mẹ gì mắc mắc ấy, ông anh ông ấy tặng sinh nhật. Cái chai đấy ban đầu tôi tưởng chai nước mắm mới má. Ông anh tặng chai nước hoa, ông để trong cái bánh sinh nhật. Tôi thì thấy bánh sinh nhật thì tôi tưởng chỉ là cái bánh sinh nhật. Tôi cầm tôi cho mấy bà lao công chung cư tôi. Mấy bà lao công cầm lên: Trang ơi, em để quên chai nước mắm mà. Cười gần chết, cười xỉu. Đó, nhà tôi đây mà tôi đi ra quán bún đậu, lúc nào đi đâu cũng gặp bài trùng. Đừng bao giờ mơ ước. Mỡ nó tự nhiên là mất đi khi mà cái mồm còn như cái mồm gầu. Tao đùa mày, chai nước mắm này tao đùa mày. Đây này, từ hôm sinh nhật có ông anh ông tặng cho cái chai này này, tưởng chai nước mắm. Đùa, đây là xịt đi 30 cái sự kiện mới xịt được hết từng đây. Bình thường không xịt nước hoa mấy má ơi. Bình thường không xịt nước hoa mà chồng tôi ấy, xịt cái chai Chanel á. Chồng tôi xịt cái chai Chanel to gấp 10 lần cái này. Chồng tôi xịt cái chai Chanel tôi nghĩ là nó phải to như chai nước mắm. Thật sự. Có biết về nước hoa đâu. Nhưng mà chồng em có một lần live stream với em, hắn cầm một chai nước hoa Chanel gì lên, to lắm, như chai nước mắm. Cũng vung vua ngày này. Khổ ghê đấy. Này lại mua bộ đồ màu đỏ này. Mặc màu đỏ ban ngày mày có kinh không mấy bà? Mặc bộ màu đỏ ban ngày có thấy kinh không? Chả lẽ mặc bộ đồ màu xanh lá hoài nó bảo đi mày có bộ quần áo mặc hoài. Hôm qua mặc bộ bà mày thiên địa. Cái bọn bán quần áo này nó cứ cho hai cái tao, mày tao bóc phốt chúng mày bây giờ. Bảo may cái bộ này, cái bọn nào bán bộ đồ này. Được thật sự luôn. Mua mấy cái bộ này, thích mặc dài tay thì khỏi mặc áo chống nắng. Này, điêu vai cái đáy ra. Hai cái đĩa này chắc là 1.000 đồng tiền vải. May hai cái đĩa này. Đéo may cái đĩa sau lưng. Ngồi uống bia, ngồi xuống một cái dây lưng giật mẹ lên đây. Chán mới đời. Chả nhẽ bây giờ đi ra kia bảo may cho tao hai cái đĩa, phải dùng cái thun đấy. Chán mới đời. Mặc váy đẹp chị mặc váy đi. Mặc váy đi xe là phành phạch mày ơi. Mày mấy cái đứa mà mặc may quần áo là toàn mày tiết kiệm. Mua hai bộ rồi chán đéo mua nữa. Định mua 5 bộ mặc 5 màu. Trắng, đen, đỏ, xanh lá và màu hồng. Vỏ đỗ, ghét rồi đẹp mày là mua hai bộ rồi chán. Tôi lấy cái thắt lưng ra nhé, tôi cho bà mới nhìn. Ngồi uống bia một cái vứt mẹ lên. Bực cả bộ kìa. Nên là
con mẹ nào mà kinh doanh cái quần này này nha, kinh doanh cái quần này làm ơn may mẹ cho cái người tiêu dùng người ta hai cái đĩa ở đây này, đéo ai may quần hai cái đĩa, bực cả mình. Mấy bộ, nói chung là tầm chưa cao. Đây là mấy bà như buôn bán như này. Bộ này chỉ mặc đều mua dây. Rồi, chờ xíu, mặc ra cho xem liền. Đây nhá, mày bực cả mình. Tôi nói cho mấy bà nghe, không phải tự dưng tôi cáu đâu. Tôi mua bộ xanh lá, nói chung là tôi cũng muốn khảo ở trên mạng, giá nó bằng nhau. 499.000 cả ship. Cái bộ này thì nó chụp cho mình là chữ như thế này này. Mình thấy ưng. Khi mình mua về mình bực mình, đây vì sao có bà nhá. Lâu lâu các bà cái quần áo của tôi cái dây lưng á mà nó có cái thun này này. Mấy bà đừng có bảo tôi rằng là con đê tiện với con ti tiện, là do cái bộ đồ này này nó không có cái đĩa sau lưng. Thì cái dây lưng nào theo size ấy nó cũng chỉ đến đoạn này thôi mấy chị. Thì đây em kể mấy chị nghe, mua quần áo mà mấy bà may quần áo mấy bà có tâm một tí đi, làm ăn mà sống nhăn này, hai cái đĩa này không đến 1.000 đồng tiền vải, 200 đồng lột cả ruột đây, có mỗi hai cái đĩa thôi. Thật sự cuộc đời hai cái đĩa này, đây làm sao mà đeo được vô. Đây là lý do vì sao tôi có cái chun. Đó, đây, đây. Nó thiếu cái đĩa ở đây. Lồng cái chun vào đây. Đấy, các chị thấy không? Các chị thấy không? Cuộc đời là... Đây, em không bao giờ nói dối ai bao giờ. Không bao giờ bóc phốt ai mà. Mấy bà sản xuất quần áo, mấy cái quần này ngồi uống bia này. Nếu không có cái này, ngồi uống bia nó mới giật cái này lên này, nó giật mày thế này lên này, thế này. Ui dồi ôi, bị mấy lần rồi. Trời, nước sôi, nước sôi. Pha trà, nước sôi. Đó, buôn bán mấy bà có cái tâm, có cái tầm một tí. Mà có đáng bao nhiêu đâu. Đấy, xâm nghệ này. Đó. Đây, uống hết xâm nghệ rồi, tráng lo. Ai giàu lại tôi. Tiết kiệm kiệt sỉ thế này, ai giàu lại tôi. U là trời. Đó, xâm nghệ mật ong mơ mơ chuê. Cái thể loại mà tiết kiệm như mình ấy. Ui giời ơi, ai mà lấy được của tôi cái gì. Đây, uống còn bao nhiêu tráng bằng nước sôi. Đó, thấy không? Sáng ngày ra dân nhậu là phải uống một ly sâm nghệ mật ong để tráng cái thành ruột. Đó, đây. Còn dư giết này. Ui giời. Chị giúp cái này. Sóc sóc sóc. Chị, cái nịp của chị có một cái nỉa gần trước già rồi bà. Bà nói cái nỉa này đúng không ạ? Vâng thưa bà. Cái nỉa này này, cái đồ đều á, cái đồ hàng chợ ấy, thì cái nỉa nó mới kéo ra kéo vô má. Cái đồ này đồ hàng fake loại 1 super fake. Đồ xịn da thật. Đồ xịn nó sẽ chỉ đến đây thôi mà. Ai mà không biết cái nỉa này má. Con đeo cái dây lưng này là 3 năm 7 tháng rồi. Đồ fake loại 1, đeo 3 năm 7 tháng vẫn mới như thường. 1.670.000 bà ơi. Bà lại còn dạy tôi lầy bà Minh Ngọc ơi. Khổ ghê vậy nè. Nó chỉ đến đây thôi em à. Cái đồ xịn nó phải như vậy. Khổ lắm em ơi. Thôi cũng đành. Đó. Đeo cái túi này
U là trời, u trời u. Tao nói thiên thời địa hợi lợi nhân hòa. Đây là túi này đi uống cốc cà phê chủ nhật tình nồng mà không thấy ai rủ cốc cà phê. Chúng nó ngủ rời, u là trời. Ui dồi ôi, nóng quá, u là trời, tiết kiệm mà mày. Tiết kiệm để cho nó đỡ tốn kém ý con. Chứ con ăn uống cái gì mẹ đâu có tiết kiệm với con, mà mẹ tiết kiệm với bản thân mẹ nó, con gái yêu à. Nó mới nhanh giàu. Con hiểu không? Cái gì vậy Kiến, mẹ đóng tiền học rồi mà con cứ để cái tấm hình tiền học ở đây làm gì con gái? Mẹ đóng tiền học rồi nha. Ây dồi ôi, nóng quá. Đó. Cái công cuộc mà bà mẹ nóng quá không mở ra rồi. Muốn uống cũng khó, khổ ghê rồi đó. Này, bôi kem tan mỡ vào người nóng rừng rực luôn đi mấy bà. Bôi kem tan mỡ vào người nóng lắm nha. Tiết kiệm mà rơi cái bạch bây giờ này. Chả hiểu sao mở được hay nó có hơi nóng của. Có khi nào vì nó có hơi nóng không bà? Rồi. Tiết kiệm là khổ thế đấy mấy mẹ. Mấy mẹ uống sâm nghệ cũng tiết kiệm như tôi này đó. Tôi đổ sang đây. Bác Tú tí rửa mấy cái này, rửa sạch xong mà úp xuống để sau này đựng đựng đồ ăn. Đó, đây là hộp sâm nghệ xa phong. Còn đây là hộp sâm nghệ xa phong. Tôi uống cả sâm nghệ mật ong, sâm nghệ xa phong như mấy mẹ. Bà Nhung nhà tôi đang bị cảm cúm ốm. Đó. Chán sâm nghệ mật ong, sâm nghệ xa phong với chị thấy không? Em nè, em uống tiết kiệm lắm. Ai làm lại em? U là trời. Cái bợm nhậu như em ấy, sáng ngày ra là phải uống sâm nghệ mật ong để tráng cái thành ruột, chứ không là dạ dày vỡ nợ. Này, bôi kem tan mỡ nóng mừng ngực trong người này. Sợ thật. Tại vì biết sao, kem tan mỡ em bôi 2-3 lớp lận cho nó nhanh giảm cân. Mấy chị mà bụng bự mà muốn cho nó săn chắc cái bụng lại phải dùng kem tan mỡ bụng nha. Đó. Đó. Để đấy nguội tí uống. Giờ uống là lòi. Giờ uống là lòi. Được cái là chịu khó. Không chịu khó mình chết. Chúng mày vừa chúng mày cười. Mấy chị ơi hiểu không? Mình không chịu khó chết chúng mày cười. Chết vì dạ dày ăn nhậu là chúng mày sẽ cười em. Nên nhất định là không thể. Đó. Hết rồi cũng phải tiết kiệm. Hết đâu mà hết cái con này. Đây này. Nhìn thấy chưa? Hết đâu mà hết. Còn một miếng sâm nghệ đây này. Em ơi mình tiết kiệm em à. Ăn nhậu bao nhiêu không tiếc. Mà những cái nhỏ nhặt này tiếc. Đấy, cái tính kết cách của tôi kỳ lắm. Bánh mì không chị?
Đó, lúc nào cũng vậy. Em là một người rất là vô tư. Đây nữa này, chỗ nào cũng thấy, chỗ nào cũng thấy xâm nghệ. Khổ lắm. Đây, cái túi này siêu đẹp. Đó, thấy không? Cái túi này siêu đẹp, mới về hàng. Sáng ngày ra bôi kem chống nắng, bôi kem tan mỡ, nóng phồng phồng này mà bây giờ đi ra quán này bôi kem chống nắng mấy chị. Túi này đẹp lắm nha. Đấy, sắp hết. Khổ thật sự luôn. Cái gì đâu cũng hết. Kem chống nắng này lên một tông nhạt nha. Một tông siêu nhẹ và siêu mỏng. Mọi người phải bôi kem chống nắng hàng ngày nha. Em ban ngày em chỉ bôi kem chống nắng thôi. Tại vì là không có đi đâu để mà make up cả. Dưỡng được cái da khỏe là mọi người phải bôi kem chống nắng. Đừng tưởng trời u mây mây mà không có UV nha. Trời mưa nha, mưa xong là UV tia cực tím ở bên trong những cái mưa, cái đám mây dâm là gớm mặt lắm đấy. Kem chống nắng này này mọi người ấy, cứ mua hũ lớn mà xài. Ai đã xài hũ nhỏ rồi thấy ok con dê, cứ mua hũ lớn mà xài. Hũ nhỏ này 350 ngàn, hũ lớn 460 ngàn. Hũ nhỏ 350 ngàn là 350 ml, à là 88 ml. Còn hũ lớn là 460 ngàn 146 ml. Mọi người thấy không? Bôi lên nó rất là mỏng nha. Diamond White á, đúng rồi. Diamond White đang mua 2 tặng 1 nha bé. Diamond White đang mua 2 tặng 1. Đó, mọi người thấy cái túi này không? Đó, túi này à, túi này nó có hai cái dây nha mấy chị. Đó, đó, mọi người mua túi này nhá, thoải con gà mái. Về cái màu này này là cái màu rất đặc biệt. Năm nay Gucci ấy, mùa này nó ra cái màu này nha mấy chị. Các chị này, em cao là em phải cho cái túi nó dài xuống. Đó, các chị thấp các chị tăng đôi túi lên giùm em. Cái túi này này mà các chị muốn đeo chéo như này, cái phần túi nó lên ở đoạn phần mông nha. Dạ, cái túi này 2.950.000 hàng VIP nha. Em đang về hàng VIP, cái này là hàng VIP super nha. Em ôm một lô hàng lớn mới bán được với giá 2.950. Hôm nay chị nào lấy á, em giảm cho mấy chị còn 2.650.000. Em tặng các chị một cái kính đeo thử cái cho mấy bà coi. Đây, các chị lấy túi hôm nay em tặng một cái kính nha. Đó, gớm mặt không? Đồng hồ Frank Miller 3050. Đó, đó, các chị mua túi tặng kính. Và cái túi này đặc biệt nó có hai cái dây. Các chị mặc đồ jean này, đồ jean này, áo phông này, các chị đeo dây to. Còn các chị mà mặc cái đầm điệu nha, các chị đeo dây nhỏ. Cái túi size 21 này nó có hai dây, dây nhỏ và dây lớn. Đó, ok chưa?
Thấy ok chưa? Các chị muốn đeo dây nào? Em thì đeo dây to rồi đó. Thứ nhất là người em to, cái thứ hai em hay đi xe máy, em sợ giật đầu. Ok chưa? Túi này 2.950.000, đây là cái giá em để rất phải chăng vì đây là hàng VIP. Bình thường cái này order một cái là 3.800.000. Em ôm hai cái lô, em ôm hai cái mã hàng này này là ôm gần 300 chiếc nha. Em ôm gần 300 chiếc nên mới để với các chị giá là 2.650.000 trong ngày, trong từ giờ đến cuối tháng thôi nha. Đó, từ giờ đến cuối tháng em để giá mềm cho các chị bởi vì là em dồn tiền em đi du lịch, em đi Pháp nên là em dồn tiền cho các chị. Đó, còn cái túi to này này nó chỉ có một dây và đeo một kiểu như thế này này. Ok chưa? Và các chị có thể tăng đơn ra này. Đó, cái túi to thì các chị đó sẽ đeo được dây dài, dây ngắn với điều kiện là đây. Các chị mở nó ra để tăng đơ. Ok chưa? Đó. Các chị lấy size 25 cũng được mà size 20 cũng được. Tùy chị nào thích lấy mã nào nha. Chị nào thích lấy mã nào. Chụp hình lại inbox bên em đây, Zalo chỉ dùng hai số này thôi nha. Đó, ok chưa? Nhà em có khoảng 700 mã kính. Các chị thích kính nào, chụp hình lại kính đó giùm em. Riêng mã này nha, các chị một là nhận kính tặng, hai là nhận một cây son 335.000, hoặc các chị nhận khuyên tai, tùy các chị nha. Đó là ưu ái những chị mà đang xem live stream bây giờ đó. Đó, đánh cây son này 17, ma mô đen 17. Mười bảy đầu tiên về đỏ, đỏ cam tí nhá mấy chị. À em ơi, Diamond White có kinh em vẫn uống bình thường em. Chào chị Tết Thừa Tiết. Đó, chị nào lấy mã nào chụp hình lại mã đấy giùm em nha. Ok Lan 33 chưa? Đó, bên trong nội thất này, bên trong của size 25 nó sẽ có hai ngăn, hai ngăn lớn này, một ngăn nhỏ này và một ngăn phụ. Ok chưa? Tổng cộng của cái size 25 là 4 ngăn. Đó, chị nào mà lấy cái size 20 à 21 này, đó, đẹp chưa? Đẹp vô cùng. Ok chưa? Đó, em bị cận thị không đeo kính kia thị, cận không nhìn được cái gì nên là em thì em thích đeo cái dây dây lớn đó, thích đeo cái dây lớn vậy đó bởi vì đi xe máy mà không đeo dây lớn nó giật đầu. Các chị muốn giảm cân thì uống trà giảm cân viên đốt mỡ bên em đó. Các chị cứ xem lại một tháng trước đi, em như con trâu ấy, em đi Côn Đảo, ui dồi ôi cái bụng em để, cái bụng em để trên giường má ơi, muốn xỉu ngang rồi đó. Ok là cả nhà nha, em đi ra quán ăn bún đậu đây.